Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên là dự án trọng điểm cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, dựng cột kéo dây để hoàn thành đóng điện cuối tháng 6 năm 2024. Dù đã có các phương án đảm bảo thi công đường dây 500 kV mạch 3 giao chéo với các đường dây 220 kV, 110 kV trung hạ áp trên địa bàn tỉnh, song quá trình triển khai thi công sẽ không tránh khỏi có những khu vực bị ảnh hưởng, buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn. Tại Thanh Hóa, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua 11 huyện thị xã gồm thị xã Nghi Sơn, các huyện Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Hà Trung, Hoàng Hóa, Hậu Lộc và Nga Sơn với 142 điểm giao chéo 110 kV trung hạ áp. Để đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng vừa không ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường dây dự án 500 kV mạch 3, giao chéo đường dây 220 kV, 110 kV trung hạ áp, Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các đơn vị quản lý dự án thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu trong việc xây dựng phương án và triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật thi công. Thi công đường dây 500 kV thì ở Thiệu Hóa này có 29 cái điểm giao chéo. Phương án giao chéo thì chúng tôi đã thực hiện xong và sẵn sàng cho cái việc kéo dây. Thực tế chúng tôi cũng theo dõi cái quá trình và cũng liên hệ với 500 để chủ động trong cái việc là thời điểm cắt điện, thống nhất với bên đơn vị thi công là bất kỳ đăng ký về thời điểm nào chúng tôi cũng đều sẵn sàng. Theo tính toán của Công ty Điện lực Thanh Hóa, sau khi đã thực hiện điều chỉnh phụ tải theo thỏa thuận với các khách hàng và huy động tối đa các kết dây mạch vòng trung áp, dự kiến sẽ phải luân phiên tiết giảm điện từ 30 đến 40 MW vào các khung giờ từ 8 giờ đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 1 giờ sáng trong khoảng 6 ngày thi công kéo dây đường dây 500 kV giao chéo. Về phía doanh nghiệp thì cũng đã phối hợp cùng với bên Sở Điện lực Thanh Hóa và Công ty Điện lực miền Bắc là cũng đã thực hiện cái công tác giảm tải để phối hợp công tác thi công bên điện lực để làm sao đảm bảo cái an toàn và tiến độ thi công đưa cái nhánh 3 vào hoạt động cách sớm nhất. Cũng là cái mục tiêu để đảm bảo cái nguồn điện đáp ứng cho cái công tác sản xuất lâu dài của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV, nâng cao tính ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay trong mùa cao điểm nắng nóng năm nay và trong những năm tới. Vì vậy, cùng với các giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công của ngành điện, cần có sự phối hợp của nhân dân các địa phương có đường dây đi qua, tạo điều kiện ủng hộ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất trong hành lang tuyến đúng kế hoạch, hỗ trợ ngành điện đảm bảo an ninh an toàn khi dựng cột kéo dây, đóng điện dự án đúng tiến độ đề ra.